chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về cách làm món bắp cải với chả kim chi. Đây là sản phẩm của mình sau khi mình đã làm xong, rất là thơm ngon và hấp dẫn đấy. Thì sau đây thì mình xin chia sẻ cách làm nhé. Với cách làm rất là đơn giản thôi ạ. Đó, sau đây thì mình xin chia sẻ cách làm với các bạn nha. Ở đây thì để chuẩn bị cho cái món muối kim chi bằng bắp cải thì các bạn sẽ chuẩn bị những cái đồ để làm sau như sau nhé. Trước hết là các bạn sử dụng bắp cải. Ở đây thì mình đã mua một chiếc bắp cải, hai chiếc bắp cải, nhưng mà chiếc bắp cải nó nhỏ thì mình sử dụng hai chiếc bắp cải luôn. Đấy, hai chiếc luôn. Thì cái đầu này nó thì mình để sử dụng hai bắp cải, tức là ở chỗ này là khoảng 1,5 cân bắp cải này các bạn nhé. Đó thì các bạn có thể sử dụng bắp cải này, bắp cải lá xoăn đấy là thế của các bạn. Đó, và tiếp đến là muối. Ở đây thì mình sử dụng là 1,5 cân bắp cải thì mình sẽ sử dụng là một nạng muối và một nạng đường các bạn nhé, 100g muối đường đấy ạ. Tiếp đến là mình dùng một củ cà rốt và vài quả ớt, và tiếp đến là hành và tỏi khô mình đã bóc rồi. Thì ở đây các bạn sẽ muốn tạo thêm màu thì các bạn sẽ sử dụng thêm cái ớt Hàn Quốc ấy đó, và như là mình muối kim chi ấy, nhưng ở đây thì thôi thì mình sử dụng cái ớt này nó cũng đỏ rồi, và tiếp đến là mình sẽ sử dụng tỏi với cả hành khô thôi. Tiếp đến một chút xíu cà rốt vào nhá. Thì trước khi muốn đi làm những cái này thì mình sẽ đi thái bắp cải ra đã. Ở đây thì các bắp cải như thế này thì các bạn sẽ cắt theo kiểu này, tức là mình sẽ cắt theo miếng ấy. Tức là các bạn thích để dài như này cũng được, mà các bạn thích để miếng nhỏ ra cũng được, theo miếng mình vừa ăn thôi. Đây, như này có cái này đây thì các bạn cắt cái này đi nào. Đó, và sau đây mình để như thế này. Đấy, mình để như thế này các bạn nhé. Đấy. Và các bạn có thể là làm ngắn như thế này cũng được này. Đấy. Mình làm ngắn như thế này thôi thì khi ăn mình sẽ không phải cắt nữa. Vậy nha các bạn nhé. Đấy, mình làm như vậy. Nhớ là cái này nó dính như này này, các bạn sẽ cắt cái phần này đi và mình cắt đôi cái này ra đó, vậy nhá. Và khi mình rửa thì mình sẽ tách nó ra là được. Còn những cái này các bạn vẫn có thể là sử dụng được, nhưng mà các bạn sẽ thái mỏng nó ra đó, thì là đến khi mà mình nào sẽ ngấm ấy. Đây, ví dụ như này có cái này đúng không ạ, thì mình sẽ cắt cái phần đầu này đi và mình sẽ bổ đôi ra như thế này đó, và mình sẽ làm cái kia thì nó chặt hơn, cái này nó mỏng hơn, nỏng hơn đấy. Đó này các bạn nhé, đây mình thái cà rốt xong rồi, mình cho vào đây tí nữa để mình trộn muối. Thì tiếp đến là những cái củ hành như này mình sẽ thái ra, mình thái như thế này nhé để mình muối cả miếng. Còn lát nữa mình chỉ xay tỏi với ớt thôi. Khi mình muối có những cái hành này vào rất là thơm. Vậy nha các bạn nha. Đây mình cho cái này vào đây. Và bây giờ mình sẽ trộn đường 1/2 đường vào đây. Còn mình để lát là mình cho vào nước ấy. Tiếp đến là mình cho 1/3 muối thôi các bạn nhé. Đó. Để cái này chỗ là mình ngâm tất cả. Thế đấy mình các bạn sắp đều lên. Và các bạn ướp ở đó nhé. Mình ướp ở đó. Bạn sẽ cho là tan ra nhé, tan hết muối ra đã, sau đó mình trộn. Rồi, cái nước này, cái nước muối này mình sẽ ngâm bắp cải vào nhé các bạn nhé. Mình ngâm cái bắp cải nó ngót, nó mềm ấy, giống như kiểu mình ngâm cải chảo hay là kim chi ấy. Đấy. Thế là nó thế thì các bạn tách ra. Đấy.
mình các bạn có thể đổ lại một lượt vào đây, sau đó mình sẽ đổ cho mình thiếu cái nước muối này. Thì tất nhiên là khi mà các bạn ngâm cái này trong vòng khoảng 1 tiếng cơ, thì các bạn thỉnh thoảng các bạn đảo lên cái cho nó ngấm nước muối cho nó mềm các bạn nhé, nó đều ấy. Đó, mình để ở đây một lát cho nó ngấm xuống thì mình lại đảo một chút. Rồi các bạn để ở đây và bây giờ mình sẽ đi đun khoảng 700ml nước. Không, mình để nó nguội đi, tí nữa mình cho vào mình ngâm với cái tỏi ớt đấy các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ đun nước đây và mình đổ nốt vào chỗ đường còn lại vào các bạn nhé. Và lúc này nếu mà các bạn thích ăn vị nước mắm ấy, thì các bạn cho nước mắm, còn không thì mình vẫn phải cho thêm một xíu muối vào đây, ít thôi các bạn nhé. Đây mình cho một muỗng nữa thôi, thôi muối vào. Và bây giờ mình sẽ đi xay cái tỏi ớt này ra nhé, mình sẽ bỏ cái nhúm này ra và mình cắt, mình cho vào mình xay nhanh. Còn cái này thì mình trộn cùng với cả rau cải. Đây mình cắt em rồi đây. Nếu mà các bạn có cái ớt Hàn Quốc thì các bạn cho bớt cái ớt này đi, bởi vì là cái ớt này thì nó cay ấy. Thì nhiều khi mình muối xong thì người lớn ăn, trẻ con ăn thì hơi cay. Nên là các bạn cho cái lượng ớt mà theo cái gia vị nhà mình, khẩu vị nhà mình thôi nhé. Đây, mình mang đi để xay lên nhé. Mình chỉ cho dám cho 4 quả ớt thôi, nhưng mà cho nhiều hơi cay các bạn ạ. Đây, sau khi mình xay này nó nhỏ như thế này. Bây giờ mình tiến hành đi làm nhé. Mình sẽ vớt cái này xong. Bây giờ mình sẽ cho cái này vào, mình trộn đều lên. Cắt kiệt bằng bỏ cái nước này đi, không có hăng hăng mùa hè. Các bạn trộn đều lên. Sau khi mình đã cho vào lọ như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành cho cái nước muối đường này vào nhé. Nước đường lúc mà mình đun sôi để nguội đấy thì các bạn sẽ đổ vào cho ngập. Đó, vừa đẹp đúng không? Bởi vì là cái bắp cải nó ngấm đủ muối rồi nên là mình chỉ cần cho cái nước muối nhạt và đường như thế thôi là các bạn sẽ ngâm khoảng 2 ngày thôi là các bạn đã thưởng thức được món này rồi nhé. Vậy nha, mình sẽ để vào đây và mình đậy nắp vào, 2 hôm sau mình sẽ mở ra sản phẩm của mình nhé. Đó, rồi xong rồi mình sẽ đậy nắp để 2 hôm sau nha. Nếu mà các bạn ăn nhanh có thể là chỉ hôm trước hôm sau thôi, nếu mà trời nóng các bạn ạ. Các bạn ơi, đây thì sản phẩm của mình sau khi mình có để hôm trước đến hôm sau thôi mà mình thấy nó đã mùi rất là chua rồi. Nên là bởi vì thời tiết nó cũng nóng một chút đấy, nên là rất là ngon. Nên là mình sẽ chia sẻ với các bạn là xem cái sản phẩm của mình luôn nhé. Này các bạn thấy này, rất là ngon mà có mùi tỏi ớt ấy, rất là thơm luôn. Nên các bạn thấy hấp dẫn không ạ? Thì bây giờ mình sẽ gấp ra đĩa cho các bạn xem sản phẩm như thế nào nhé. Thế này thì các bạn có thể ăn kèm với cơm rất là ngon này. Đó, các bạn thấy không? Rất là thơm.
Đây, mình rắc vào đây cho các bạn xem nha. Wow, có mùi tỏi tốt, quả là hấp dẫn luôn đấy. Cái này mà các bạn ăn kèm với cả món thịt luộc hay là thịt rán cũng rất là hấp dẫn đấy. Thì nhà mình cũng là hay làm, nhưng mà mình thấy ngon thì mình chia sẻ với các bạn đấy. Đó. Rồi đây các bạn ơi, đó, sản phẩm này các bạn sẽ ăn kèm thì có ngon không ạ? Rất là ngon đúng không ạ? Thì với những cái bắp cải mình có thể là biến tấu đi một chút thì mình cũng được những món ăn cũng rất là lạ miệng đúng không ạ? Đấy, video của mình đến đây đã kết thúc nhé. Thế là sản phẩm bắp cải muối kim chi của mình đến đây đã xong đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chúc các bạn làm được nhiều những món dưa góp dưa ngon trong gia đình nhà mình nha. Rồi, xin chào các bạn, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé.